Mến chào quý bà con cô bác anh chị mình đã đến với kênh bonsai dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ kinh nghiệm học hỏi cũng như chăm sóc cây dừa bonsai Việt Nam nha. Thì Linh cũng đã làm một cái số clip để hướng dẫn cho cô chú anh chị mình cách ôm cũng như cách xử lý cây dừa mới lên 1-2 lá mầm như thế nào. Đã phát hành 2 clip rồi, thì hôm nay Linh lại làm thêm một clip nữa là cây dừa khi chúng ta cắt khi nó lên nhú 2 lá mầm. Tét bẹ ra rồi đến thời điểm mà chúng ta cần xử lý nữa, thì hôm nay là cái clip thứ ba, là tập thứ ba đó, là để hướng dẫn cô chú anh chị mình làm những cây bonsai đẹp nha. Ở đây mọi người, đây là cái cây dừa lần trước chúng ta đã cắt bẹ cho nó nè. Thì bây giờ nó đang chuẩn bị khô rồi. Thì chúng ta tiến hành cái bước tiếp theo ha. Thì cô chú anh chị nào chưa xem tập 1 và tập 2 Linh đã phát hành, thì cô chú anh chị vào kênh tìm đến danh sách phát tự làm bonsai dừa tại nhà. Linh có để đầy đủ những tập 1, tập 2 và sau này có những tập tiếp theo thì Linh cũng để trong đó ha. Cô chú anh chị cứ vào tìm xem để tham khảo cũng như là làm theo Linh để có những cây bonsai đẹp ha. Rồi đây mọi người, cây dừa của chúng ta hồi bữa là tập trước mình đã cắt cái bao nè, cái áo ôm cho nó nè. Thì bây giờ nó bắt đầu nè khô dần rồi nè mọi người. Thì mình có thể tiến hành cái bước tiếp theo được rồi ha. Là mình tiến hành sẽ cắt bỏ những cái cọng khô mà trong bẹ chúng ta đã tách trong tập trước ha. Đó, mọi người cùng theo dõi Linh cắt như thế nào. Đó, rồi mọi người cứ làm theo thì sẽ có một cây bonsai đẹp thôi ha. Thì khi đã cây như thế này thì chúng ta phải tiến hành cắt nó đi nè, cắt những cái bẹ khô này đi ha. Đó, nhưng mà mọi người nên nhớ là khô đến đâu mình cắt đến đó nó, nhưng mà cái này thì nó chưa khô lắm thì chúng ta vẫn cắt được. Chúng ta cắt chừa lên như thế này, tốt nhất thì mọi người để cho nó khô luôn ha, cắt ha. Nhưng mà tại vì cái cây này nó phát triển hơi cao nè mọi người, tùy thì giai đoạn nha, tùy thời điểm mọi người muốn cây dừa cao như thế nào. Thấy nó cao như thế này là tới nửa tông, nó cao khoảng nhiêu đây mọi người, còn mọi người muốn tông cao hơn nữa thì để cho nó cao hơn nữa. Thì Linh thì cây này là cây siêu mini, gáo siêu mini, cho nên là đến đây Linh đã cắt rồi ha. Vậy là mọi người hiểu rồi ha, nó cũng đơn giản thôi đó. Còn cô chú anh chị nào xem mà chưa hiểu lắm thì có thể liên hệ với Linh qua cái số điện thoại hoặc là Zalo của Linh để bên dưới màn hình nha. Đó, chúng ta cắt như thế này, chúng ta cắt chừa lại một ít nha. Đó, đừng nên cắt sát nha, còn nó đã khô rồi đó, nó đã khô rồi thì quý vị cô chú anh chị mình cắt đến cái mức khô đến đâu cắt đến đó nha. Đó, đối với ở trên đây thì chúng ta cũng cắt như vậy, chừa lại một ít luôn đó. Tại vì với cái cây này thì Linh không muốn cho nó lên cao nữa mọi người, nó chỉ này thôi, tại vì cái gáo siêu mini nó có chút xíu gì à, đó, là nó nhỏ xíu bằng những cái phôi mà Linh đã cung cấp cho cô chú anh chị mình trong thời gian qua đó, siêu siêu mini đó, và mấy cái phôi to mini thì tông mình chơi cao hơn, cái phôi này thì tông nó thấp mọi người, cho nên mình cắt sớm hơn này. Đó, để nó không phát triển cao lên nữa nha, để chúng ta kìm hãm nó khoảng nhiêu đây thôi. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta nên làm gì ạ? Đây là một cái bước rất là quan trọng, Linh xin nhắc lại là một cái bước rất là quan trọng nha mọi người, để chúng ta quyết định là cái cây nó lùng lực và có cái dáng bung xè, cái lá bung xè cho nó đẹp ha. Thì cái cây nó ôm cái đọt non bên trong như thế này thì nó sẽ lên cao ha mọi người. Thì mình có một cái cách xử lý đó, mọi người cùng theo dõi nha, cái bước rất quan trọng nha mọi người. Thì cây nó lên cũng cần nửa gang tay của Linh rồi đó. Rồi bây giờ là mọi người cùng theo dõi tiếp sau đây chúng ta sẽ cắt cái bẹ của nó như thế nào nha. Rồi cái điều quan trọng nhất đây, mọi người sẽ cắt cái này ra, cắt cái áo ôm này ra. Đó, mọi người đón cắt được như thế nào chưa? Thì đây, chúng ta cắt ra nhẹ nhàng, đừng để cho nó phạm vô cái lá non ở trong nha. Đó, chúng ta cắt nhẹ nhàng. Rồi, đó, đến đây là dừng nha mọi người. Đến phân nửa cây, phân nửa cái lóng, chúng ta cứ nhắm phân nửa lóng. Sau này mọi người cắt bẹ thì mọi người cũng dùng cái cách này luôn, thì bất cứ cái bẹ nào mọi người cắt nửa lóng. Sau này mình sẽ có cái clip mà hướng dẫn chi tiết hơn. Bây giờ thì mọi người cứ xem cái bước này trước nha. Đó, chúng ta cắt xuống phân nửa nè,
Đó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, quý vị cắt chưa quen tay thì cứ nhẹ nhàng nha. Đó, nửa cắt xuống phân nửa thôi, chúng ta lấy ra ha. Chúng ta lấy ra đây rồi, chúng ta nhẹ nhàng lặn cái này ra, nhẹ nhàng nhớ kìm cái này nha mọi người, không kìm là nó sẽ gãy nha, nó cũng rất là non nha. Nhẹ nhàng ra đó, rồi ở trong đây nè, nó còn cái bẹ nè đó, mọi người nhẹ nhàng gọc nhẹ nhàng ra ha. Đó, gọc xuống phân nửa nha mọi người, đừng nên gọc túi dưới luôn nha. Rồi, lý do cắt cái này là rất là quan trọng nha mọi người. Thì đó, mình cắt chừa phân nửa để cái từ phân nửa này nó ôm, nó sẽ mọc lên, nó mọc lên á tới cái nách lá bên trong nó bằng đây mình mới cắt nữa. Rồi sau này mọi người sẽ cắt y gan như vậy, cứ đến mỗi một nách lá là mọi người chừa chừa phân nửa vậy cho cái đọt bên trong nó mọc ngang cái nách lá, thì mọi người cắt thì lá nó sẽ bung ra rất là đẹp, rất là đều nha mọi người. Đó thì cái cách là làm là cái hướng dẫn cái kỹ thuật là như vậy. Thì đây nè, cho mọi người xem cái cây này đó, cây này nè mọi người thấy lá nó ra đều không, đây đó lá nó ra rất là đều, là cái đó là cái kỹ thuật cắt là tới nách lá mới cắt nha mọi người. Thì sau này cái clip ra kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp, mọi người làm từ từ sẽ quen à. Thì bước đầu đây thì mọi người làm theo cái cách hướng dẫn của Linh như thế này nãy giờ ha. Đó, rồi sau này mấy cái lá này mình cũng bỏ đi rồi mọi người, mấy cái lá đầu mình bỏ đi hết ha, đến khi mà cái lá nó săn như thế này nè mình lấy nè, nó mới đẹp nè mọi người thấy không, nó săn đều nè mọi người thấy không, nó đều với nhau hết nè, mọi người nhìn thấy cái cây này không ạ, đó nó đều 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 lá hết ha. Đó, cây này là sắp thành phẩm đó mọi người, khoảng 6 lá là Linh đã lên chậu rồi. Cái này là siêu mini, gáo rất là bé luôn. Còn đây, đây đó mọi người thấy không, lá nó đều với nhau nè, là do mình canh đúng thời điểm để mình cắt nha mọi người, đúng thời điểm để mình cắt cái nách lá nó sẽ bằng bằng với nhau thì nó sẽ chênh lệch một chút xíu thôi, nhìn nó rất đẹp. Còn mọi người để nách lá quá cao thì nó sẽ lâu ngày nó phát triển lên một chút nữa đó, thì nó sẽ cao lên thì nó không còn đẹp nữa nha. Như cây này mọi người thấy không, rất là đều đó. Bây giờ Linh chỉ cần để cái nách lá trong đây nó lên bằng cái nách lá này nữa là Linh sẽ cắt tiếp tục và cắt cái bẹ này ra, và cái bẹ bên trong thì chừa phân nửa giống như bên đây đó. Linh sẽ có cái clip hướng dẫn chi tiết hơn về cái cách tiếp theo cắt kỹ thuật cắt bẹ cho cây đã lên 2 lá, 3 lá, 4 lá đó. Còn bây giờ thì Linh hướng dẫn của chú anh chị mình là cái cách cắt xuống bẹ những cái bẹ đã khô sau khi chúng ta đã cắt cái bước đầu là một hai lá mầm, tách bẹ ra đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm như vậy cũng không mất thời gian mọi người đâu ha, cũng bỏ khoảng tầm 5 phút thôi, hướng dẫn mình nói thì nó hơi lâu. Rồi quý vị cắt xong cứ để như vậy, để khi đến nào mà cái nách lá ở trong bên trong này nè, cái nách lá này nè mọi người thấy không, bên trong này nó lên tới trên đây đó, mọi người bắt đầu xử lý tiếp. Thì là đến đó thì mình sẽ có một cái clip hướng dẫn chi tiết cho mọi người nữa nha. Đó, không phải là còn một cái kỹ thuật, nhiều cái kỹ thuật cắt lắm, mọi người cứ theo dõi. Cô chú anh chị nào thích làm bonsai, hoặc là cô chú anh chị mà đang ủng hộ phôi bên Linh mà vân vân chưa biết các cách làm như thế nào để ra cây bonsai đẹp, thì cứ theo dõi những clip của Linh, hoặc là nhấn cái nút đăng ký kênh của Linh ạ. Linh đăng ký cái Linh đăng cái video mới là mọi người sẽ nhận được và xem nha. Đó, kỹ thuật thì chỉ đơn giản vậy thôi mọi người, cũng rất là mau thôi. Mọi người mà trồng ít cây á, thì bỏ ra một tí thời gian khoảng tầm 5 phút đổ lại thôi mọi người là chúng ta đã xử lý xong cây dừa rồi. Rồi mọi người cứ để như vậy. Một cái điều lưu ý lúc nào mà trong clip Linh làm clip thì cũng nói với quý vị cô chú anh chị, thì chúng ta tưới nước là dùng nước giếng hoặc là nước mưa đó. Còn nước không tên thì mọi người phải bỏ vô xô là chậu gì đó 5-10 ngày, 3-4 ngày gì đó cho nó bay hết cái chất clo nước tẩy trong nước đó mọi người. Thì mọi người hãy tưới cho cây dừa nha. Đó mọi người, nếu mọi người mà tưới trực tiếp là cây dễ chết. Nhưng mà cái cây chúng ta đang cắt như thế này, bất cứ cái cây nào chúng ta vừa cắt xong thì chúng ta nên tránh nước nha. Để tầm 1 ngày, 2 ngày gì đó cho nó cắt ăn nha. Rồi nếu chúng ta tưới nước á, cắt liền mà cắt xong là tưới nước liền, thì mọi người tưới dưới gốc thôi, đừng nên tưới cho ướt trên đây.
Tránh mưa nha, tránh mưa nha mọi người, tránh mưa. Còn chúng ta đã để 2-3 ngày rồi thì thoải mái nha mọi người. Còn mới vừa cắt xong mà tưới nước thì cây nó dễ bị úng và chết lắm nha. Thì bên Linh thì có cung cấp những cái loại phôi mini, siêu mini và siêu siêu mini, tròn và dài, đủ loại, đủ kích cỡ để cho mọi người lựa chọn. Thì Linh có cung cấp và chỉ hướng dẫn cho tận tình cho tất cả cô chú anh chị từ A đến Z, để cô chú anh chị làm sao để ra một cái cây bonsai thành phẩm để chúng ta trưng trong nhà đón tài lộc, hoặc là chúng ta làm để trưng Tết, hoặc là trưng trên bàn làm việc nha. Thì Linh cung cấp phôi cho tất cả cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc luôn. Linh ship code toàn quốc cho tất cả mọi người luôn nha. Thì mọi người yêu thích cây dừa bonsai, muốn mua cây thành phẩm hoặc là phôi, hoặc là cây nảy mầm cao. Bây giờ là Linh có cung cấp cây cây nảy mầm cao như đằng đó luôn mọi người. Linh cũng đã xử lý nhiều lần rồi. Mọi người về chỉ cần chăm thêm một vài tháng nữa, 2-3 tháng nữa là có một cây bonsai thành phẩm ok luôn nha mọi người. Đó, thì mọi người yêu thích thì muốn mua phôi, mua cây thành phẩm, mua cây mầm cao. Đó, đủ loại, đủ kích thước cho mọi người, đầy đủ luôn nha mọi người. Thì mọi người liên hệ cái số điện thoại bên góc phải màn hình. Đây nè mọi người, bên góc phải màn hình, Zalo hoặc là gọi thẳng trực tiếp số phone cho Linh luôn nha. Rồi, clip hướng dẫn hôm nay thì kỹ thuật chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Nó rất là mau, rất là dễ thôi. Mọi người hàng ngày chỉ cần bỏ cho nó một chút xíu thời gian là chăm cho nó thì nó sẽ ra một cái cây bonsai dừa đẹp để mọi người trưng trên bàn làm việc nè, trưng phòng khách nè. Đó, hoặc là trưng bất cứ cái nơi nào mà mọi người thấy hợp, mà mọi người ý, mà mọi người thích thì trưng để đón tài lộc, đón may mắn cho gia chủ sở hữu cây dừa bonsai nha mọi người. Thật clip của Linh thì đến đây cũng xin tạm dừng mọi người. Xin chúc tất cả mọi người, cô chú anh chị mình đã ủng hộ phôi bên Linh, cũng như cô chú anh chị chưa ủng hộ phôi bên Linh cũng đã thích cây dừa bonsai, cũng đã tập làm ở nhà, thì xin kính chúc cô chú anh chị mình sẽ làm ra được những cây, những cái tác phẩm bonsai đẹp và ưng ý để chúng ta chơi nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Xin hẹn gặp lại mọi người những clip về dừa bonsai lần sau nha.